Hello, chào mọi người nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là từ từ vô đây. Rất vui khi gặp mọi người nhá. Chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip mình anh em hay nhé. Để mình like và subscribe nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Khi bắt đầu video thì chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nhá. Xem video mình cách vui vẻ thoải mái nhất, ăn cơm ngon miệng. Hôm nay thì mình không lên live nha anh em. Hôm nay nhà có đám nhá. Đấy thì mình không lên live được, có gì anh em thông cảm sau lên live sau nha. Để nhận quà vui các thứ về đó nè. Có nhá, anh em có nhá, mình có nhận giao dịch nha, nhưng cứ từ từ nha anh em, mình tính. Giờ mình làm video thì tí xong mình sẽ nhắn tin cho. Đầu tiên thì vấn đề về bán nạc cho anh em, đó anh em xem đầu video cũng biết rồi. Đấy, giờ mình đang cần giao bán con nạc nhá, con nạc bản định đó anh em. Đó, con nạc này mình đã từng review con lần rồi anh em. Đó, team mét đầy đủ các thứ các kiểu. Đây anh em thấy cặp Sol Galeo rồi bối cơ bắp, đấy, chim ác rồi, Jack Rome này anh em này. Đấy, Satakata cũng có luôn. PR Gatalia các thứ các kiểu đầy đủ nha anh em. Paika này mình cái điểm qua là bếp chính cho anh em xếp trước trong ra ra phía ngoài nha. Đó, anh em thấy đó, đây là dàn bếp kho A của bản định. Tìm đầy đủ điều còn Katakata lên nữa làm tìm nham quá ngon. Đây cứ ra để tẩy ra nội tại luôn nha. Đó, ra nội tại luôn rồi. Đấy, điều ngon là con ạc này đó là trang phục này anh em này. Đấy, có 4 bộ tối cao. Ngoài ra sẵn được một bộ sấm sét và một bộ trụ thần nhá. Đợi lên đủ level cái là mang thôi anh em thấy chất không? Đây còn dư mang tối cao từ ngoài nữa này. Đó, đồ trụ thần còn dư hẳn 2 giày nhá, sấm sét dư hẳn 1 giày, một ấy kiếm một áo sấm sét nữa thôi là có 2 bộ sấm sét thôi anh em. Đấy, giá khởi điểm bạn chủ hàng đưa ra hiện giờ là 500k nhá. Đó, anh em nào hứng thú thì mua nha, con nào server 500. VIP 12 level 87 đang đứng top 12 server với 4.4 triệu anh em. Sưu tập top 10 và thủ cấy top 10 luôn. PK đang đứng top 10 lốt anh em. Đó, con này hiện giờ đang giao bán 500k. Bữa mình có giao một lần rồi nhưng mà chưa có anh em nào hỏi. Đấy, vì hôm đấy vừa đây cũng ít người xem nên là số lượng anh em tương tác với bài đăng hôm đấy là ít, nên là mình sẽ đăng lại cho anh em thấy. Đó là anh em nào hứng thú thì đi nên lên Facebook mình nha. Đó, một con này khá là chất nha mọi người. Đấy, chuyện đăng con này mình sẽ điểm qua thời Evan trong ngày hôm nay cuối tuần có gì hot nha. Vì xét tính cách này, Evan đổi này. Tuần này có đổi dây cơ ra bá chủ này anh em này. Đấy, bài ca điên ga nữa này. Ô, xuân con eo này. Có đổi xôn này. Đấy, rồi thẻ tẩy nha anh em, thẻ tẩy skill này. Bộ tối cao ngày mai mà server mới mới mở này. Chắc mình phải đốt lấy 3 bộ này về mà mang anh em. Đó, tối cao kiên định. Đấy, các thứ các kiểu anh em khá là nhiều. Bàn quay, ô, bàn quay hộp pa nha. Bàn quay hộp pa đã trở lại rồi, mai mới xem vào mới mình, mai hết đồ tốt mới nó có cho vào event này không. Mai mà có bàn quay hộp pa này, mai sẽ làm ạc mới để quay anh em, trước này thì không có, hôm nay có anh em có thì cho mượn quay thôi. Quà, không có gì hot lắm. Quà hot thì nạp 5 ngày được em add status đấy nha, còn add rùa đấy anh em. Event, quà VIP. X10 này này, ô, ma sắc đâu này anh em này. Hệ hồn anh em này, hưng anh em là hứng thú không liên hệ mình sẽ làm video luôn cho anh em, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cứ tính mời này mà sắp đầu nha. Đấy, điểm qua một tí là hết event rồi anh em. Giờ ta sẽ quay trở về con nạc chính của mình nhá. Đó, giờ chúng ta sẽ trở qua bên nạc mình nha anh em. Đó, mình vừa mới nạp vào nhận được đây vừa mới nạp anh em nhận 2 món quà về. Đó, giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách đó là làm sao để chúng ta có thể có thêm thể lực nha anh em, có thể lên cấp nhanh nha mọi người. Nãy giờ quên bật máy quay anh em, điền qua ngồi mình quay nãy ra mấy giờ mình quay rồi nhá. Đấy, mình vừa đi ải xong nhận kim cương, giờ thì đây là anh em muốn lên level nhanh ở server mới á thì anh em nên đi vào vận chuyển này nhá. Đó, anh em vào vận chuyển tài nguyên này. Đó, anh em thấy mốc 600 xếp đi không? Đó, anh em tranh thủ vận chuyển cái này nhá. Mình vừa mới vận chuyển được một cái rồi, giờ tranh thủ đi kiếm kim cương vận chuyển cái nữa. Nói chung thì server mới anh em vận chuyển cái đấy rất là ngon, 600 xếp anh em nhân lên x2 là 1k2. Đấy, và mới những level mới như mình thì số tượng xếp đấy thì khá là khủng đấy anh em. Đấy, đấy, gần lên cấp rồi nha mọi người. Có 700 thôi là lại lên được một cấp, mà vận chuyển một lần được một hôm được 3 lần như thế là quá ngon luôn. Để xem trong túi có gì không nào, vừa nhận một đống quà về, vừa tiêu kim cương, vừa nhận đống quà về xem có gì ngon không. Giờ mình còn đang bị thiếu vàng nha mọi người. Đang bị hao tổn vàng rất là nhiều. Chúng ta làm gì ra ta?
chắc là vượt ải thôi. Giờ thì chỉ có tranh thủ đi vượt ải thôi anh em. Đó, mình đã đến đầm Hồi Ức rồi nha. Đấy, mới vượt trong cái ải kia rồi, đầm Hồi Ức rồi. Đấy, cố gắng lên cấp đua tốt thôi. Hôm nay thì không lên live được nha mọi người, bởi vì là mình buổi sau. Nhà đang có việc nên là hôm nay hơi bận, không lên live được. Ra trận nào. Một gó. Úi giời, úi giời. Úi giời. Úi giời. Một hit, win ngay. Nói chung thì anh em muốn lên cấp nhanh là chỉ có vào vận chuyển thôi nha mọi người nha. Vận chuyển bằng KC đó, đi bằng XC KC đấy thì nhanh thôi. Đó, tranh thủ tầm 12 giờ đến 2 giờ chiều là nó cho X2 nha mọi người. Đó, anh em tranh thủ thời gian mà đi. Chứ không phải X2 là cả ngày đâu. Đó. Đóng băng nhẹ cái. Đóng băng cái nữa. Đóng băng phát nữa. Chù, chù. Gắt gớm nhỉ. Gắt gớm ta. Ồ, căng nha. Quên vô hiệu đánh hệ họ đánh vào heo vô hiệu với hệ hồn mà mình quên anh em. Căng thật. Chù cha. Buồn ghê nãy quên bấm máy anh em. Giờ thì công việc chỉ tranh thủ vận ải thôi. Tiến quét cho lên cấp luôn đấy mọi người. Đang có đây thì quét cho lên cấp luôn. Lên cấp rồi anh em. Đó, lại lên cấp 49. Đó, lại lên cấp bét. Lại lên cấp. Lên cấp nào. Đó, lại lên cấp nha mọi người. Thân mật lên 43 luôn. Đó, lại gia tăng lực chiến. Skin học ngay. Nuôi cho dài câu nữa anh em. Đang thiếu vàng trầm trọng tí đi tổ đội lên server mới ra mới ổn. Đây là tổng lực chiến toàn team mình 281 anh em. Bảng xếp hạng giờ tiêu phí top 5 nha. Đó. Top 10 nạp never top 4 này. Tía đuổi lên giờ thủ cưới 15. PR đang được top 3 nha mọi người nha. Kinh, đây lên hơn 300k rồi xem nào. Chất đấy, tí mình sẽ đuổi theo. Sưu tập vẫn đang 66 rồi anh em. Mình đang đứng ở sưu tập mình hơi thấp. Mình sẽ cố gắng để kéo sưu tập lên thôi. Ai là mà thần thú à? Thần thú đi vào săn kẹo. Ô, nhớ nhỉ. Vào săn kẹo ít điểm lưng anh em. Đi thần thú rất là quan trọng gia tăng lực chiến. Mày thế vào hắn còn ăn được một phát anh em. Win luôn. Tiến hóa anh em đang tiến hóa liên tục để gia tăng bộ sưu tập kìa. Chắc mình cũng như bị phải đi nâng cấp tiến hóa. Nếu như anh em kêu mình tiến hóa mình cũng biết anh em. Nhưng cứ phải từ từ vì đang thiếu đồ nhiều ấy. Không có đồ tiến hóa chứ có thì mình cũng tới luôn rồi. Có đồ thì tiến hóa ngay anh em. Chả phải đợi chờ nó tiến hóa cho nó khỏe. Lên thêm bộ sưu tập rất là gia tăng được chiến rất là ngon. Thực ra tiến hóa là ngon hơn đồ farm nhiều anh em. Giờ chúng ta không có tiền mua đồ farm thì đi tiến hóa này còn lợi hơn nhiều nha. Bây giờ chỉ tiến hóa dăm 3 con bé thôi là khác hẳn ngay. Vì ngay gì đâu mà. Con này ăn thừa ngay. Kiếm ngay vài chục đá này về lưng. Đó, nhận. Từ từ gọi sau anh em. Này này, nói chung thì mình cũng đang cho tiến hàng tiến hóa bét. Đây như này mình là đã hóa chưa? Chưa. Chưa thì hóa em vịt coi, vịt cũng chưa. Đó, mình vẫn đang đi kiểm tra từng có M1 anh em nào tiến hóa được là chơi ngay. Còn này đến thân mật 20 thì hơi quá anh em, 20 thì chưa đủ tài nguyên để mà tiến hóa lên 20. Ở đây con này này. Lên 42 à. Tân mật lên 5 dễ dàng. Tiến hóa thôi anh em.
lại thêm một bộ sưu tập lại thêm một hình ảnh mới. Ngon lành 20 à. Add Pikachu nào, Pikachu con nào, Pikachu. Con này thân mật 20. Thân mật thì chắc cứ từ từ anh em, thân mật từ từ, mấy con thân mật thì cứ từ từ, mấy con dễ dễ trước đã. Mấy con cứ dễ dễ cho lên trước anh em. Cho lên thớt mấy con dễ dễ trước thôi. Này con đang thân mật 20 cứ từ từ anh em. Mấy con mà khó khó quá thì cứ lần sau. Mấy con dễ ta lần trước. Con này tiến hóa hết rồi. Em này từ từ, em này hôm nay kiểu gì cũng có đồ lân cho này. Con gà coi. Gà thứ 5 bé cao à. Ô gà dễ lân này. Thằn nằn coi. Chù. Mấy em này dễ lân nha. Tí mình sẽ tranh thủ lân mấy em này luôn. Kèm Vadia. Đây Never 15 anh em. Ôi giời, quá đơn giản. Never 15 thân mật lên 5. Quá đơn giản luôn. Lên. Đó, lại tăng bộ sưu tập anh em. Đó. Cứ nhẹ nhàng từ từ. Tiếp theo đến con kiều. Kiều Never 5 thiếu 5 bé này rồi. Quạt 10 phát coi. 20 cái. Ui trời, về tiến hóa tha hồ anh em. Đó, Never 15 thân mật 5 lên ngay. Đó, gia tăng một đống bộ sưu tập anh em. Quên đấy, lại đang bảo con gà nữa mà, lại quên rồi. Con gà rồi. Còn em gà nữa, đang bọn em cho em gà nữa luôn mà. Này em gà nữa anh em. Chữ deep cũng speed tiến hóa khá là chuối. Rồi. Lên nhẹ cái rồi anh em. Đó, cứ lên nhẹ từ từ. Khóa tiếp. Lên. Bỏ qua. Và lại thêm một bộ hình ảnh mới. Này em này thân mật Never 10 cấp độ 36 à. Đơn giản. Nào thân mật Never 10 cho lên luôn anh em. 5, 6, 7, 8, 9, 10 lên luôn. Thiếu thì quét cho nó phát. Đằng nào cũng đến lúc mình cũng phải dùng đấy anh em. Đó, lên. Đó, chúng ta cứ nâng cấp từ từ. Đó là xong. Rồi hóa ngay lần đầu. Thêm bộ sưu tập mới ngay anh em. Nãy giờ vòng vòng cũng thêm được mấy bộ sưu tập rồi đấy anh em. Đang xì đồ này hơi căng nhỉ. Con này ô Level 16 này. Thân mật Level 5 à. Nên luôn đi. Nên luôn. Quá lên luôn anh em. Đó, nói chung mấy con cứ dế dế này cho lên hết anh em. Rồi đến lượt em chim. Biết ngay mà em chim cũng đơn giản thôi. Và để quét thêm 10 phát nữa là lại tha hồ đồ lân cho mấy em nó luôn. Đó. Lại Level 18 à. Level 18 thân mật 5 à. Rồi hóa thôi. Tiến hóa lên. Đó, hóa lên nào. Bỏ qua. Con này sao? Thiếu một cái thẻ nữa à. Quét nhẹ cái thẻ nữa ra coi không. Quét nhẹ xem có ra thẻ nữa. Úi trời, ra ngay anh em. Never 29 thân mật cũng 5 thôi. Đấy, mấy con nhà cứ tiến hóa đâu. Ok anh em, thừa. Hóa. Rồi ok lên. Ngon lành. Nãy giờ mới là lên được bao nhiêu bộ sưu tập rồi anh em. Từ 66 nào. Đấy, lên 73 ngay anh em. Xếp hạng cá nhân hình ảnh coi. Đó, top 3 ngay anh em. Đấy, ngồi tranh thủ tiến hóa thì nữa là lên top nữa. Đấy, nói chung thì anh em muốn lên top nhanh là chỉ có tranh thủ kiếm kim cương lúc trưa này và đi vận chuyển nha mọi người. Đó, mình đang còn 16 phút nữa là nhận được X2 rồi, lại chuẩn bị lên cấp rồi anh em. Đấy, chào anh cày quốc thì lên được 50 ngon lành. Thôi video này mình quyết thúc đây thôi. Đó, cách lên Never thì bây giờ xem vào mới chỉ đơn giản thôi nha anh em. Bye, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.